Trời ơi, đang vẽ gì vậy cha nội? Mai là kỷ niệm 2 ngày quen nhau với crush. Mà crush bà thích hoa hồng. Nhà có mỗi cái bộ xếp dầu ông nội để lại nè. Chưa biết vẽ sao hết. Cái đầu à. Trời đất ơi, vẽ hoa hồng tặng crush gì vẽ con bông bèo bọt quá vậy. Đưa đây tôi bày vẽ cho nhiều bông mà vô cùng đơn giản luôn nè. Quan trọng là tấm lòng, hiểu không? Đầu tiên là lấy một cây xếp dầu màu hồng nhạt, vẽ một cái hình tròn vừa đủ to, rồi xoa đều để làm mịn nó ha. Tiếp tục dùng các màu cùng tông như là đỏ, cam, hồng, tím, liệm, tìm xiêm gì đó, vẽ các chấm tròn lên trên. Giờ khúc này quan trọng nè, dùng một cái vật nhọn gì đó vẽ lên các chấm tròn y như tôi để làm cảnh hai là được. Quan sát kỹ tôi vẽ như nào thì vẽ y chang như vậy là được nha. Kiểu vẽ này hơi bị xinh mà còn dễ nữa đó. Thêm thắt một vài chi tiết nhỏ nữa là xong. Trời ơi, nhìn thành quả nè. Đây, vẽ hoa hồng là phải như này chứ. Đơn giản dữ ta. Vẽ cho tôi thêm một chục bông nữa đi. Rồi tôi về tôi tặng vợ con, chắc vợ con nhà thích dữ lắm á.